Bao lâu rồi mày không ra nhậu với tao? Tao muốn làm mày mất vui. Vậy mà dạo này á, mày cứ trốn tao hoài. Tao muốn một mình, chứ không phải là trốn mày. Mày hiểu không? Vô mày. Mày muốn gặp con Trang á, tao sẽ lên rừng xuống biển tìm nó cho mày. Chỉ cần mày mở miệng, chết tao cũng làm. Mày bận tâm chuyện của tao làm gì? Mày còn nhớ cái lúc tao với mày nghèo đến nỗi phải ăn chung một ổ bánh mì không? Mày muốn tao qua chợ lớn với mày? Tao muốn mày dẫn anh em đi xử tụi nó cho tao. Vì một con nhỏ không đáng nghĩ đến. Mày biết cái gì mà nói? Nó khác gì với mấy con nhỏ trước đây? Đừng có nói chuyện ngày xưa. Bây giờ ai cũng biết nó là con đào của tao, cho nên tao mới cần mày giúp. Có bao giờ mày cần cái gì á mà tao từ chối chưa? Mày cho đi, mày lấy lại. Cái gì cũng có cái giá của nó. Mày đang nói chuyện với ai vậy? Nếu mày muốn, tao sẽ qua chợ lớn một mình, nói chuyện với anh Hùng, kêu thằng Lâm ra xin lỗi với mày. Mọi chuyện sẽ xong trong vòng một tiếng đồng hồ. Rồi tối nay ai cũng sẽ được ngủ yên. Cả cái Sài Gòn này á sẽ cười vô mặt tao. Mày hiểu không? Tao thề với mày, nếu mà tao không xử nó, tao không phải làm người. Tài à, mày cho tao đứng ra ngoài chuyện này đi. Nếu mày muốn như vậy á thì như vậy đi. Khoan đã, mày làm ơn tránh xa thằng Bi giùm tao. Giờ mình đi qua chợ lớn à? Đi về. Nhưng mà anh Tài có chuyện mà. Không phải là chuyện của mày. Biết em đang nghĩ gì không? Em đang nghĩ mình đi đâu đó, chỗ nào mình có thể sống bình thường như mọi người. Mình không rành đường ở trong chợ lớn, có chuyện gì mình không chủ động được. Thằng Hùng có cái gì mà mày sợ nó dữ vậy? Anh Tài, cứ để thằng Hùng cho em. Em thề với anh là nó sắp tới số rồi. Mày đừng có khinh thường thằng Hùng. Mình vô địa bàn của tụi nó mà không có. Không có gì. Mày nghĩ không có thằng Phong, tao chơi không lại anh Hùng hả? Mày nói đi. Tại sao mày đi không nói tao một tiếng hả? Tao sợ mày nói với anh Hùng, hiểu không? Mày là thằng bạn khốn nạn. Ủa, tao tưởng mày đem cầm nó mà. Tao mới chuộng nó ra đó. Thằng khùng, đồng hồ chết cũng đem đi chuộng. Nè, mày với Hương quen nhau sao vậy?
Chuyện dài dòng lắm. Có dịp tao sẽ kể cho mày nghe. Mày có biết là anh em sắp đánh nhau với Tài Nhất gì nó không? Tụi nó tới rồi phải không anh? Không có gì đâu. Anh sẽ tìm cách nói chuyện với Tài Nhất. Em đi ngủ đi. Mày ăn cắp heo hả? Tụi bay làm cái gì vậy? Là mày hả? Anh Hùng, mình không thể đi tay không ra đó. Không có ai đánh ai hết. Mình chỉ ra nói chuyện với Tài Nhất. Anh nghĩ nó đem cả đám tới đây để nói chuyện với mình sao? Mình phải đề phòng chứ anh. Anh Hùng, anh đừng lo cho tụi em. Anh cứ làm những gì mình cần phải làm. Anh Hùng,